Chúng ta ôn ngày 12 hôm qua ha. Những con người nhiệm màu đã thay đổi cuộc đời bạn. Thì chúng ta cần phải cảm thấy hạnh phúc, viết ra điều 10 điều biết ơn và đọc lại mỗi điều biết ơn của mình mỗi ngày. Ha. Và khi chúng ta mỗi ngày thì chúng ta cần phải là đi có một khoảnh khắc nào đó mình yên tĩnh, mình sẽ tìm ra được ba con người nhiệm màu thay đổi cuộc đời mình á, mình sẽ biết ơn. Tức là không phải là chỉ học tới cái ngày 12 là chúng ta mới biết ơn ba con người nhiệm màu này, mà chúng ta cần phải biết ơn mỗi ngày. Đó, chúng ta cần phải biết ơn mỗi ngày những người nào đã giúp đỡ mình. Đó, rồi chúng ta sẽ biết ơn ví dụ cha mẹ mình, người thân bạn bè mình, đội nhóm mình hay bảo trợ, hay là những cái người mà ngoài nào đó, đó họ cũng đã từng giúp mình á. Đó. Đó, nói chung là chúng ta sẽ biết ơn ba người trở lên. Hãy như thực hiện điều này lần lượt với từng người trong danh sách, nói chuyện với từng người, tức là khi chúng ta biết ơn, chúng ta ngồi chúng ta nói không không một mình á, gọi là nói chuyện một mình đó cả nhà mình, chúng ta biết ơn họ, vì sao chúng ta biết ơn họ. Và tối trước khi đi ngủ thì cầm hòn đá lên nói với hòn đá nghe những cái điều tuyệt vời trong ngày hôm nay đã xảy ra, và nói từ cảm ơn. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một ngày mới, đến với bài mới, đó là ngày 13, thực hiện hóa mọi mơ ước. Rồi chúng ta bắt đầu đọc ha cả nhà mình ha. Hôm nay cái bài này có vẻ rất là hay đây, chúng ta cùng tập trung học nha. Trí tưởng tượng chính là tấm thảm thần kỳ đích thực. À, cả nhà mình có nhớ là cái người nào trong phim hoạt hình mà ngồi lên tấm thảm bay 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 mà muốn gì được nấy không? Phim hoạt hình gì ta? Trời sao ồn vậy? Aladdin và cái đèn thần. Thấy không? Dạ. Là cái ông đó là ông có cái đèn thần mà rồi còn là ông ngồi có ông có tấm thảm luôn hả? Dạ. Còn chị nhớ luôn rồi còn không nhớ. Đó, tức là chúng ta đọc cái câu này chúng ta hãy nghĩ vậy ha. Tức là tại sao cái những cái phim hoạt hình đó nó có, thật ra phim hoạt hình đó nó có thật đó cái cho mình, với những cái câu chuyện trong đó là nó có những người họ đã thực hiện được vậy á. Đó. Tức là nó sẽ đạt được những cái điều mọi mình mơ ước á. Đó. Thì ở đây người ta dạy luôn này, trí tưởng tượng chính là tấm thảm thần kỳ, tấm thảm thần kỳ muốn gì được nấy á. Đó. Đích thực là trí tưởng tượng của mình á. Cho nên chúng ta phải rèn cái trí tưởng tượng của mình á, chúng ta tưởng tượng đến những điều tốt đẹp chứ đừng dạy gì tưởng tượng đến những điều không tốt đẹp. Nếu vẫn đang thực hiện các phương pháp nhiệm màu mỗi ngày thì hẳn bạn đã xây dựng cái nền tảng vững chắc và thể hiện lòng biết ơn đối với mọi thứ mình đã và đang nhận được trong cuộc sống. Nhưng hôm nay sẽ thú vị hơn bởi vì bạn sẽ bắt đầu sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn cho những mong muốn và mơ ước. Hay chưa cả nhà mình? Tức là hôm bữa giờ chúng ta học mà chúng ta có thể là chúng ta chưa hồi thực hiện. À, chưa đạt được, nhưng mà hôm nay nó sẽ là bắt đầu sử dụng sức mạnh tiềm thức, tức là sức mạnh nhiệm màu đó. Là hôm bữa giờ chúng ta học là chúng ta đang luyện nội công, mà bữa nay bắt đầu là phát triển luôn đó. Trong hàng trăm nền văn hóa bản địa, con chó nó dịch ghê không, bibi ra thả con chó ra ngoài con nó trời đất quá. Xuyên suốt hàng thế kỷ nay, người ta vẫn luôn cảm ơn điều họ muốn trước khi nhận được. Họ tạo ra nghi lễ cầu kỳ để tích tụ thật nhiều năng lượng vào lòng biết ơn. Đây cả nhà ơi, câu này nó quan trọng nữa cho mình ha. Nền văn hóa bản địa đó, người ta vẫn luôn cảm ơn cái điều họ mong muốn trước khi nhận được à, bằng những nghi lễ cầu kỳ luôn đó, chứ là không phải cảm ơn thông thường nữa. Chúng ta chỉ cảm ơn bằng thông thường, không có cần nghi lễ gì luôn, có cái miệng không á. Đó, đó. Người ta tạo ra những nghi lễ cầu kỳ để tích tụ thật nhiều năng lượng vào lòng biết ơn. Đó. Từ xưa người Ai Cập đã ăn mừng triều cường của sông Ni Lê. Để đảm bảo dòng sông ấy vẫn luôn đầy nước, những người Mỹ, Ấn và những người bản địa Aborigine tại Úc có những điệu mừng mưa. Rất nhiều bộ tộc ở châu Phi đã thực hiện các nghi lễ trước khi đi săn. Bản chất của việc cầu nguyện trong nền văn hóa và tôn giáo đều là thể hiện lòng biết ơn trước khi nhận được điều mình mong muốn. Đó. Thể hiện lòng biết ơn trước khi mình nhận được điều mình mong muốn, tức là mình muốn nhận được thì chúng ta sẽ biết ơn trước. Luật hấp dẫn quy định rằng những điều giống nhau sẽ hút lẫn nhau, có nghĩa là bạn phải tạo ra trong tâm trí những hình ảnh hoặc cảm xúc giống với điều mình mong muốn. Đó. Tức là chúng ta phải có cái sự hình dung tưởng tượng trong tâm trí mình trước. À, chúng ta phải có cái cảm xúc của người thành công, cảm xúc ăn mừng chiến thắng. À, chúng ta tạo ra trước, nó giống như, tức là tạo ra nó giống như là chúng ta đạt được thật vậy đó.
Sau đó, để thu hút điều mình muốn, bạn phải cảm giác như nó đã là của bạn. Cảm xúc ấy phải giống như cảm xúc khi bạn đã thật sự có nó. Đó. Cái này tới lúc này là tới lúc gì cả nhà biết không? Đóng phim. Tới lúc này là đóng phim. Đóng phim tưởng tượng đó. Ha. Cái lúc này chúng ta đóng phim thì có những người mà đóng phim giỏi á, tưởng tượng giỏi á, thì chúng ta đạt được. Còn có những người á, không đóng được á, thì chúng ta không có đạt được. Tức là chúng ta không có sự hình dung tốt đẹp được. Chúng ta không có đóng. Cả nhà mình thấy trên phim là giả đúng không? Trên phim là giả. Nhưng trên phim họ có thể là đóng vai người giàu nè. Họ có thể đóng vai là người hạnh phúc nè. À, họ đóng vai được ai tặng ai cho cái gì đó. Ví dụ như vậy. Đó là họ đang đóng phim. Đúng không? Đó. Thì chúng ta cũng tập đóng phim vậy. À, chúng ta cũng tập đóng phim mình là người thành công, mình là người giàu, mình hạnh phúc ha. À, tùy theo mình đóng được cái vai gì, mình đóng được cái vai gì đó, mình đang đóng vai nghèo hay đóng vai giàu ha. Mình đóng vai nghèo là có nghĩa là mình đang than nghèo kể khổ, đó là mình đang đóng vai nghèo. Thì mình đóng vai nghèo thì tiềm thức sẽ cho mình đóng vai nghèo suốt đời, đóng vai nghèo trong tâm trí và đóng vai nghèo ngoài thật luôn. Còn chúng ta đóng vai giàu, đóng vai thành công, đóng vai vui vẻ hạnh phúc thì tiềm thức sẽ cho mình cái đóng cái vai giàu có thành công vui vẻ hạnh phúc suốt đời ha. Hôm nay cả nhà mình chọn đóng vai gì? Alo cả nhà ơi, chúng ta sẽ chọn bộ phim cuộc Thành đời của mình á. Trong bộ phim cuộc đời của mình, cả nhà mình đóng vai gì? Đóng vai nữ chính buồn hay là nữ chính vui vẻ hạnh phúc giàu có? Cả nhà trả lời đi. công trong dài Giàu mình chính là giàu có. có hạnh phúc và thành Đúng công. rồi, cả nhà nhớ nha, chúng ta phải chọn mình là một cái nữ chính vừa xinh đẹp vừa hạnh phúc vừa thành công vừa giàu có đó, chứ chúng ta đừng có chọn tôi là một người nữ chính đóng vai nữ chính buồn để cho nhiều người thương tôi. Trời ơi, người ta thương mình có 5 phút thôi, còn sau đó chúng ta khổ một đời đó, đó. Khi chúng ta kể khổ kể lể với người khác, chúng ta nhận được sự đồng cảm của họ trong 5 phút, và sau đó những cái khổ của chúng ta họ đem đi bêu ríu mình, họ đem đi kể lể cho người khác nghe. Trời ơi, nhỏ đó nó bị gì nè, bị như kia rồi bắt đầu nó tuyên truyền ra rồi cái bắt đầu cái tiềm thức của người này người kia hưởng ứng, tiềm thức mình hưởng ứng, tiềm thức của người này người kia hưởng ứng, xong cuộc đời của mình xong phim. Cho nên ráng nhịn, không đóng vai nghèo, không đóng kể khổ, không có đóng cái phim này với bất kỳ một người nào ha. Đóng vai buồn, nhất là đóng vai buồn đừng đóng với người nào khác, tại vì đóng cặp với người khác á, cái phim đó nó thành công. Cái phim đó nó thành công là cuộc đời mình tiêu ha. Đóng vai vui thì đóng với nhiều người càng tốt, đóng vai vui vẻ thoải mái hạnh phúc kể lể cho nhiều người càng tốt, nhiều người nghe tiềm thức mình hưởng ứng càng mạnh ha. Nên tại sao vô Zoom làm biểu cả nhà mình, cả nhà ơi kể đi, bữa nay nhà mình có lọc gì á mà mọi người im ru không chịu kể, con mình lăn kể kể đi, mình lăn kể tiềm thức lăn hưởng ứng đó. Còn nhà mình phải chịu khó dành cái micro, dành cái mic và kể đi. Trời ơi, bữa nay em cũng có làm được gì đó đó. Cái tiềm thức mình khoái à, vậy là bạn này khoái lọc lắm nè, nghe bạn nói bằng vô Zoom bằng kể sôi nổi luôn là biết là người này khoái nè. Tại vì khi mà mình nói chuyện cái đề tài gì đó mà mình nói sôi nổi hào hứng á, có nghĩa là mình đang khoái điều đó, đúng không cả nhà mình? Đúng không? Tức là mình đang nói về cái gì đó rất là sôi nổi hào hứng thì mình đang khoái. Còn giờ kể đi cả nhà mình, kể lọc đi cả nhà mình. À, cả nhà ơi, cả nhà kể lọc đi. Còn sao? Đúng không? Tiềm thức nó nói là ủa vậy là cái bà này có khoái lọc gì đâu. Đó, bà có hào hứng đâu. Thành ra không có. Đó, là tại mình hại tự mình hại mình nha. Đừng đóng phim buồn nữa nha em mình ha. Chúng ta phải đóng phim vui, tích cực, năng động. Ha. Rồi, cách để dễ nhất để làm điều đó là biết ơn điều bạn muốn trước khi nhận được nó. Nếu trước đây bạn từng dùng lòng biết ơn để đạt được mong muốn của mình, thì giờ đây bạn đã khám phá ra một sức mạnh nhiệm màu mới của nó. Lời dạy trong Kinh Thánh nói rõ rằng, người nào có sẵn lòng biết ơn vào lúc này sẽ được ban tặng thêm trong tương lai và anh ta sẽ có dư giả đủ đầy. Rồi, lần đọc tới đây thôi, để nhường cho cả nhà mình cùng gieo hạt đọc sách. Rồi, cả nhà mình ai đọc chúng ta bật mic lên, chúng ta giành. Yeah, em đọc. Yeah. Chúng ta giành giống như chúng ta giành cờ phất rồi đó, cờ mình giành chiến thắng rồi đó. Chứ chúng ta đừng có hờ hững Em đọc đó, vậy đó, em đọc em đọc em nhào vô giật đọc. lòng biết ơn là điều bạn phải có trước khi nhận được, chứ không phải đơn giản là sau khi điều tốt đẹp đã xảy ra. Phần lớn mọi người chỉ biết ơn sau khi nhận được điều tốt đẹp, nhưng để biến mọi thứ thành mơ ước thành sự thật và thay đổi toàn bộ cuộc sống của mình,
hoàn thiện nó trong mọi khía cạnh thì bạn phải biết ơn trước và sau khi nhận được. Thông qua việc biết ơn chân thành trước khi có được nhiều điều mình mong muốn, bạn sẽ ngay lập tức tạo nên một hình ảnh trong tâm trí bằng rằng mình đang có nó. Bạn cảm thấy như thể mình đang có nó và thế là bạn đã hoàn thành điều cần làm. Nếu tiếp tục duy trì hình ảnh và cảm xúc ấy, bạn sẽ nhận được điều mình muốn. Bạn sẽ không biết được mình nhận nó bằng cách nào và bạn cũng không cần tìm hiểu chuyện ấy. Bạn không cần tìm hiểu xem khi đi lại thì trọng lực giữa bạn trên mặt đất như thế nào. Đúng vậy, đúng không? Bạn chỉ tin tưởng và biết rằng khi đi lại thì quy lực trọng lượng sẽ giúp bạn thật chắc trên mặt đất. Tương tự, bạn cũng cần tin tưởng và biết rằng khi biết ơn điều mình mong muốn thì điều ấy sẽ đến với bạn một cách nhiệm màu bởi vì đó là lực của vũ ngay lúc này. Bạn mong muốn gì nhất? Trong phần đầu của quyển sách, tôi đã yêu cầu bạn hình dung thật kỹ về những điều mình mong muốn trong từng khía cạnh của cuộc sống. Nếu chưa làm điều này bao giờ thì đây là lúc để thực hiện. Hãy nhìn lại những danh sách bạn đã liệt kê và chọn ra những 10 điều mình mong muốn. Bạn có thể chọn 10 10 10 điều mong muốn khác nhau trong những khía cạnh khác nhau, chẳng hạn như tiền bạc, sức khỏe, nhà cửa, các mối quan hệ. Hoặc bạn cũng có thể chọn 10 điều mong muốn trong một khía cạnh nhìn mình thật sự muốn cải thiện, chẳng hạn như công việc hay sự nghiệp. Để thấy được phép màu của phương pháp này, hãy hình dung thật rõ ràng và chi tiết về điều bạn muốn. Tưởng tượng bạn đang đặt hàng 10 điều mong muốn để vũ trụ thực hiện, vì thật sự đây chính xác là điều bạn đang làm. Có bạn nào đọc tiếp không hay làm đọc luôn? Đọc luôn hả? Đó. Khi nào thấm nhường đó thì bạn nào muốn đọc thì chúng ta giật ha, chúng ta em đâu chí đâu, còn ai không đọc thôi thấm nói 3 phút hết giờ em đọc tiếp. Rồi trước máy tính hoặc lấy giấy bút ra và liệt kê một danh sách khác gồm điều 10 điều mong muốn theo cấu trúc như sau, viết như thể bạn đã nhận được nó rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì điều gì và điều mà bạn muốn vào chỗ trống, như thể bạn đã nhận được điều đó. Ví dụ như cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì tôi đã đạt số điểm cao trong kỳ thi, nhờ vậy tôi đã đỗ vào trường đại học mơ ước. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì tin tức tốt lành rằng tôi đang mang thai. Dạ, Tôi giật ngon nó thiệt á. rồi Chị nha. cũng dám đọc chỗ này. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì tôi đã được căn nhà mơ ước với mọi chi tiết nhỏ đều giống như tôi tưởng tượng. Này được rồi. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cuộc gọi điện thoại tuyệt vời đã cải thiện mối quan hệ của tôi với bố. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì kết quả xét nghiệm cho thấy tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh trở lại. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì khoản tiền bất ngờ tôi nhận được vừa đúng bằng khoản tôi cần cho chuyến đi du lịch châu Âu. À. Được, cái câu này tôi nhận Đọc cảm đi, ơn, đọc cảm ơn, bữa nay nhận được tiền bất ngờ à, ok để đi du đi. lịch Đọc quá châu trời là Âu bị giống em nè. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì doanh số đã tăng gấp đôi trong tháng này. Yeah. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì ý tưởng đã giúp tôi ký hợp đồng với khách hàng lớn nhất. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn vì mọi việc thật dễ dàng và thuận lợi. chứ. Viết từ cảm ơn 3 lần liên tiếp để mang lại hiệu quả cao. Ông này tuyệt Đó vời quá, cảm ơn vì tôi ký hợp đồng với khách hàng lớn nhất. Tao khách hàng muốn 100 thì triệu. Ủa lỡ đâu có người đó là sao mọi người? Lỡ đâu có là sao? sẽ có thôi. Viết từ cảm ơn 3 lần liên tiếp để mang lại hiệu quả cao bởi vì điều này giúp bạn tránh việc nói qua loa và gia tăng sự tập trung vào lòng biết ơn. Nói cảm ơn 3 lần là một công thức nhiệm màu bởi vì đó là một con số toán học có liên quan đến mọi sự kiến tạo trong vũ trụ. Ví dụ như cần một con đực và một con cái để tạo ra một con non. Con đực, con cái, con non tổng là 3, hoàn thành một quá trình kiến tạo. Quy luật tương tự cũng được áp dụng cho mọi sự kiến tạo là khác, bao gồm cả việc tạo ra mong muốn của bạn. Vậy nên khi nói cảm ơn 3 lần liên tiếp, bạn đang sử dụng con số kiến tạo nhiệm màu và cả công thức nhiệm màu. Bước thứ hai trong phương pháp hiện thực hóa mọi ước mơ là tập trung thêm nhiều lòng biết ơn hơn nữa vào mong muốn của mình. Bạn có thể hoàn thành bước thứ hai vào thời gian bất kỳ trong ngày, có thể là ngay khi liệt kê ra 10 điều hoặc một lúc khác trong ngày. Để tập trung sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn vào những mong muốn, hãy bắt đầu nói mong muốn đầu tiên trong danh sách và sử dụng trí tưởng tượng để trả lời những câu hỏi sau.
Trả lời như thể bạn đã có được ấy điều ấy rồi. Cảm xúc của bạn như thế nào khi nhận được điều mình mong muốn? Ai là người đầu tiên bạn báo tin tức ấy và bạn nói gì với họ? Điều tuyệt vời đầu tiên bạn làm sau khi có được thứ mình mong muốn là gì? Hãy hình dung càng chi tiết càng tốt và cuối cùng đọc lại mong muốn ấy rồi thật sự tập trung vào từ nhiệm màu cảm ơn. Cảm nhận đó, nhận nó càng nhiều càng tốt. Tiếp theo, bạn tiếp tục thực hiện với mong muốn thứ hai trong danh sách. Hãy làm các bước tương tự cho đến khi xong hết cả 10 điều. Hãy dành cho mỗi mong muốn ít nhất 1 phút. Nếu muốn làm gì đó thật sự hiệu quả và thú vị, bạn có thể tạo ra tấm bảng nhiệm màu và đính những tấm bảng ảnh thể hiện mong muốn của mình. Cắt tranh ảnh ra và đính vào một tấm bảng, đặt nó ở nơi thường xuyên nhìn thấy. Hãy viết các chữ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với kích cỡ lớn và in đậm trên tấm bảng nhiệm màu. Hoặc bạn có thể dùng mặt cửa tủ lạnh làm bảng nhiệm màu. Nếu bạn đã có gia đình thì có thể làm tấm bảng nhiệm màu cho cả nhà. Lũ trẻ sẽ rất thích nó. Hãy tưởng tượng tấm bảng nhiệm màu thật sự có phép màu và bất cứ thứ gì bạn đính lên đó ấy sẽ ngay lập tức bị thu hút về phía bạn. Chính lòng biết ơn thường xuyên của bạn sẽ thu hút đến cuộc sống của mình. À, còn thì còn khúc cuối đó thì chị nào đọc đi. Có chị nào đọc khúc cuối không? Em hả? Rồi Thu Thủy mời em. Nhà phải mạnh dạn lên. Để nói là gieo hạt đọc sách là thành công đó. Mọi người còn không giật lấy thành công nữa rồi mọi người chê muốn gì? Thực thi phương pháp nhiệm màu số 13, hiện thực hóa mọi ước mơ, cảm thấy mình thật hạnh phúc, viết ra danh sách người đều hạnh phúc, viết lý do tại sao bạn cảm thấy biết ơn, đọc lại danh sách và với mỗi điều hạnh phúc hãy nói cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn và cảm thấy biết ơn đối với điều đó. Hai, ngồi xuống và viết ra danh sách người đều mong muốn của bạn trên máy tính hoặc hay trong sổ, viết bạn viết cảm ơn 3 lần liên tiếp trước mỗi điều mong muốn. Ít như thế bạn đã nhận được nó rồi. Ví dụ, cảm ơn vì mong muốn của bạn. Dùng trí tưởng tượng của bạn để trả lời những câu hỏi sau. Trả lời như thế bạn đã có được tất cả 10 mong muốn ấy. Một, cảm xúc của bạn thế nào khi nhận được điều mình mong muốn? Hai, ai là người đầu tiên bạn báo tin tức ấy và bạn nói gì với họ? Ba, điều tuyệt vời đầu tiên bạn làm sau khi có được thứ mình muốn là gì? 4. Cuối cùng đọc lại mong muốn ấy và thật sự tập trung vào từ nhiệm màu cảm ơn, cảm nhận nó càng nhiều càng tốt. 5. Nếu muốn, bạn có thể tạo ra tấm bảng nhiệm màu, cắt tranh ảnh và đính vào tấm bảng nhiệm màu, đặt nó ở nơi thường xuyên nhìn thấy, đặt tiêu đề cho tấm bảng là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn với cỡ chữ lớn ngay ở đầu. Trước khi đi ngủ, hãy cầm hòn đá nhiệm màu trong tay và nói từ nhiệm màu cảm ơn vì điều tốt đẹp nhất đã xảy ra trong ngày hôm đó. Hết Rồi, chị. ok. Rồi. Cảm ơn Thu Thủy. Đó, trong cái chỗ phần đọc của Thắm á, cái đoạn này rất là hay luôn cả nhà mình. À, chúng ta cần lưu ý vào ghi vào sổ của mình. Đó. À, cái đoạn này. Tức là tại sao mà chúng ta hay nói là cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn 3 lần đó. Đó, nó có lý do. Đó là một cái câu thần chú ha. Tại vì là người ta đã nghiên cứu ra rồi. Là mình nói cảm ơn 3 lần á, nó mới là một cái giống như đâu rồi đây ha, mang lại hiệu quả cao. Cảm ơn 3 lần liên tiếp, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đó. À, ví dụ cảm ơn bạn điện thoại đã giúp tôi công việc kinh doanh của tôi phát triển thuận lợi, cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn đó. À, bởi vì điều này giúp bạn tránh việc nói qua loa, tức là mình nói cảm ơn, ví dụ như mình nói cảm ơn không thì cái việc mình nói nó qua loa, mình nói nó nhanh, nó không tập trung. Và khi nói 3 lần thì chắc chắn là cái sự tập trung của chúng ta nó cao hơn đó, mình lòng cảm ơn mình nhiều hơn. Và đó là công thức nhiệm màu ha cả nhà mình ha, cả nhà mình nhớ bất cứ điều gì cảm ơn 3 lần đó. Rồi, đó là công thức nhiệm màu ha, kiến tạo nhiệm màu, công thức nhiệm màu. Rồi cái quan trọng nữa là cả nhà mình sẽ cái chỗ này nè, cái chỗ này là rất là quan trọng đây. Đây, chỗ này trang số 134 đây.
ha. À, chúng ta làm một cái bảng tầm nhìn, tức là có thể là cái bảng tầm nhìn này có thể là cả nhà mình sẽ lấy một cái tấm lịch cứng, tấm lịch cứng hồi xưa Lan lấy và Lan đính lên đó tất cả những gì Lan đính lên đó nó thành sự thật hết luôn. Hồi xưa đính trên đó là thu nhập nè, nhận xe tay ga này này nọ nọ kia cả nhà mình, hình đội nhóm, hình một cái đội nhóm đông đúc. Hồi xưa có một lần cái Lan đi họp trên Hồ Chí Minh á, cái Lan cái đội nhóm của người ta đông người, cả nhà mình cái đội nhóm của người ta đang đông, mà lúc đó Lan có mình Lan với anh Xuân Nở à. Đó, lúc đó là đội nhóm mới có vài người, 21% thôi, 2-3 người gì đó. Thì lúc đó Lan với Xuân Nở đi họp, cả nhà biết không, cái Lan người ta đang chụp hình nguyên cái đội nhóm người ta đó, đông lắm, đội nhóm cái của anh Hải chị Hiền á đông dữ lắm. Cái Lan làm gì cả nhà biết không, Lan với Xuân Nở kéo nhau chui vô ngồi chính giữa chụp hình trong đó, chụp hình trong đó cả nhà mình, chụp hình trong cái đám đông đó đó. Mà mình ve là mình in như, y như là đội nhóm của mình vậy đó, không có liên quan gì tới mọi người, kệ mọi người suy nghĩ gì kệ mọi người. À, xong mình cứ chui vô đội nhóm của người ta mình chụp hình, mình thấy chỗ nào thành công ha, mình thấy chỗ nào mà đang vinh danh chúc mừng chụp ảnh chụp hình mà đông người đó, nhào vô chụp hình ké để ké năng lượng của người ta. Ôi chưa vậy đó, mắc cười lắm cả nhà mình. Cho nên cả nhà mình á, cái chỗ thành công cả nhà mình phải đến cái nơi đông, đến cái nơi đông mà phải chụp hình với những người thành công, những người tràn đầy năng lượng á, chứ chúng ta đừng có đi lơ thơ. Tức là cái việc chúng ta selfie một mình chúng ta thì rất là tốt để chúng ta có hình ảnh chúng ta đăng Facebook, nhưng ngoài ra chúng ta cần phải ké vào những cái tấm hình mà nó có đông người, đăng chi cái lúc đó mình hình dung là đội nhóm của mình đó, anh hiểu chưa? À, ta hình dung đó là đội nhóm của mình đó, một đội nhóm tràn đầy năng lượng, đội nhóm thành công đó, toàn đội nhóm 21% trở lên đó, thì chúng ta phải nhào vô cái chỗ đó, đó. Chúng ta chụp, hoặc là nguyên cái đội nhóm chúng ta mà có đi với nhau thì chúng ta phải là quy tụ lại chúng ta chụp với nhau, chứ cả nhà mình đừng có mà có nhiều chị em mình cứ đi chụp lẻ 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 2-3 người đó, để chúng ta chụp hình với những người thu nhập thấp hơn mình, để chúng ta không chịu chụp hình với người thu nhập cao hơn mình, chúng ta không chụp hình với đội nhóm to, chúng ta cứ chụp hình nhỏ nhỏ chút 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 đó, là nó sẽ ảnh hưởng đến chúng ta. Nên là cái việc tại sao cả nhà mình thấy là họ quy tụ lại để họ chụp hình đó, nguyên cái đội nhóm nè, thứ nhất đó là chúng ta sẽ làm cho tiềm thức của mình thấy là mình đang thành công, mình đang có đội nhóm to lớn rộng lớn ha, rồi chúng ta chụp hình với người thành công hơn của mình, đó là điều rất là tốt đó. Chúng ta cứ đi chụp lang thang những cái tấm hình, nói chung là chân dung thì tốt, nhưng mà nó cũng phải là có chân dung thì một vài thôi, và chân dung mình cũng có thể chụp bất kỳ ở đâu chứ không phải là chụp một mình mình đứng đâu mình chụp cũng được. Nhưng cái chỗ đông người ấy, cái chỗ những người thành công nó hiếm lắm, đâu ở nhà mình làm sao kiếm ra được cái người thành công thứ hai để mình lâu vô 2 đứa chụp chung, 3 đứa chụp chung, 10 đứa chụp chung, 50 đứa chụp chung, đúng không? Cho nên chúng ta đến đi đi du lịch à, hoặc là đi họp, chúng ta đến cái nơi đông người là phải nhào vô chụp hình ké với những cái người thành công ha. Rồi ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cắt à, chúng ta sẽ nói chung là cả nhà mình hãy làm, tại hồi xưa đang làm cả nhà mình làm xong rồi cái thành công đạt hết cái bảng tầm nhìn đó luôn rồi á, những cái gì lăn cắn trong đó là đạt hết trơn luôn, không làm biến không gắn nữa. À, bây giờ chúng ta phải có mục tiêu mới. Mà khi làm biến cả nhà mình biết chuyện gì xảy ra không? Tiềm thức nó lôi kết quả cũ ra nó đạt cả nhà ơi. Tại vì khi chúng ta không tạo ra cái mục tiêu mới cho tiềm thức nó thực hiện á, giống như Lan bữa giờ Lan đặt mục tiêu và đơn hàng 1 triệu đó, Lan không dám bỏ nữa. Tức là lúc trước mình đặt mục tiêu đúng không? Xong rồi mình bỏ, mình không đặt mục tiêu nữa, mình cứ đặt mục tiêu qua cái khác về tuyển dụng. Mình bỏ cái đó, cái tiềm thức nó không có quen làm việc mỗi ngày. Giống như bây giờ cả nhà mình hình dung mình giao cho con mình á, mỗi ngày phải dậy xếp mền xếp gối nha, mỗi ngày dậy phải đồ nha, mình giao nó như vậy á nó quen việc, ngày nào nó cũng làm hết trơn nó quen rồi. Còn khi chúng ta không giao á, mình chỉ giao nó 3 ngày thôi, bữa nay thôi mẹ bận việc quá con làm giùm mẹ đi, thì nó làm chỉ đúng một ngày chúng ta bận việc thôi, ngày mai nó không làm nữa, cả nhà biết chưa, nó không có thói quen làm việc, nó không có thói quen làm điều đó đó. Cho nên giao việc nào cho tiềm thức mà thấy tiềm thức thực hiện được rồi đó, giao tiếp giao tiếp giao tiếp, giao đều đặn mỗi ngày, thì cái việc này là hồi trước Lan cũng sai lầm gì đó, mình đạt được rồi mình không giao nữa, mình không giao việc cho tiềm thức nữa, thế là tiềm thức nó làm gì, nó lôi những cái yêu cầu cũ của mình, nó lôi những kết quả cũ của mình ra, những cái mục tiêu trước đó của mình á, ví dụ như ngày xưa mình chưa lên 21 đúng không, thì mình có mục tiêu là lên bao nhiêu đó đó, ví dụ như em nào mà chúng ta đang ở mức 21%, nó lôi những kết quả cũ chúng ta ra để thực thi những cái yêu cầu cũ hồi xưa của mình á, giờ nó ở không quá mà nó đâu biết mình sai nó cái gì, cái bắt đầu nó lôi những cái yêu cầu cũ của mình hồi trước mình yêu cầu đó, nó lôi ra nó thực hiện. Cho nên là đôi khi chị em mình bị tụt chức danh là lý do đó, là tại vì mình không có giao tiềm thức của mình nên nó lôi ra yêu cầu cũ của mình, bản thân Lan cũng bị luôn đó. Nên là chúng ta cần phải hiểu và chúng ta cắt cái bảng tầm nhìn này ra, thì trên đây ta ghi rõ nè,
cứ thứ gì bạn đính lên sẽ ngay lập tức bị thu hút về phía bạn. Và chính lòng biết ơn thường xuyên sẽ thu hút nó đến với cuộc sống của mình ha. Tức là chúng ta muốn cái gì? Muốn có ngôi nhà đẹp thì chúng ta chịu khó đi in màu cái ngôi nhà đẹp, thiệt là đẹp. Lan cũng sẽ in một ngôi nhà mới. Lan thích có một ngôi nhà mới mà nó sẽ có là cái vườn cỏ xanh mát, nó có những cái, nói chung là có bể bơi ở kế bên nhà để mình bơi bơi bơi. Lan thích ngôi nhà đó, Lan sẽ in cái ngôi nhà đó ra. Lan đính mà trong tương lai, trong cuộc đời của Lan nhất định Lan phải có cái căn nhà đó. Đó, thứ nhất là căn nhà đẹp, thứ hai là có thể là xe nè đó, rồi thứ ba là tiền. Cả nhà mình in một đống tiền, hồi xưa Lan có in một đống tiền mà mình hay gửi lời chúc vô nhóm đó, đống tiền dần dần vậy đó, đó gửi vô đó. Rồi ví dụ như là hòa hợp mối quan hệ đó, hoặc là hình ảnh đội nhóm thành công là chúng ta phải có nguyên cái tấm hình công ty mình hôm bữa có chụp đó cả nhà mình, nguyên cái tấm hình đông người đó, đó là những người toàn những người thành công đó, thì chúng ta hình dung là chúng ta có mặt trong đó, và chúng ta hình dung là đó là đội nhóm của mình á, thì chúng ta in ra dán lên ha. Tức là chúng ta rồi in một tấm hình gia đình ra, gia đình của mình có thể là chúng ta không có tập không có tấm hình nào của toàn gia đình, thì chúng ta lấy trên mạng một cái gia đình hạnh phúc nào đó trên mạng á, in ra và dán lên và hình dung tư tưởng đó là gia đình của mình ha. Đó, chúng ta chịu khó in ha, này chắc phải Lan Lan đi du lịch xong về Lan mới làm được, giờ không kịp đó. Thì chị em nào mình rảnh đó, mình làm đi đó. Đầu tiên là mình sưu tầm ra Google, mình sưu tầm hình ảnh, hình ảnh những cái gì mình mong muốn, hoặc là cái danh số đó, danh số nè, hoặc là chức danh nè, cái vinh danh đó, mình ghép cái hình vinh danh của mình vô cái chức danh nào mình muốn, cái mình in ra mình dán lên ở nhà, hiểu chưa? Hoặc là con số đó, chúng ta dán lên rồi mỗi ngày đi qua lại dán lên cái chỗ nào mà chúng ta đi qua đi lại thường xuyên á, nó nhìn thấy nó đó, hoặc ở trong nhà tắm của mình á, tại vì trong nhà tắm là thường thường tắm ở không, mà ở không lúc đó mình nhìn lên cái vách của nhà tắm đó, cái mình dán lên đó, cái mình nhìn vô nó đó, tại vì tắm là ở không mà lúc tắm là hay nảy ra nhiều ý tưởng lắm anh, nhưng mà lúc tắm là chúng ta hay suy nghĩ vu vơ này, hoặc là nếu mà chúng ta định được tiềm thức mình ta sẽ nghĩ ra nhiều ý tưởng trong lúc tắm lắm đó. Không mà tại nhà mình tắm bằng dầu sen mới 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 ở không được, chứ nhà mình tắm mà lấy cái ca múc nước thì không có ở không rồi đó, tại vì mình múc rồi mình phải để ý vô cái mắt mình phải nhìn vô cái số nước mình múc, bây giờ tắm mà con mắt nhìn lên dép rồi múc ở đâu. Tắm bằng dầu sen thì nó thuận tiện hơn cái chỗ đó, tắm bằng dầu sen thì chúng ta rảnh mà cái dầu sen nó chiếu vô mình cái mắt mình ở không, mình nhìn vô cái tường mình biết ơn đó. Là tắm bằng dầu sen thì nó tiện hơn chỗ đó, hoặc là chúng ta không có để trong nhà tắm thì chúng ta dán ra tủ lạnh đó, dán bàn làm việc, hoặc là một là chúng ta dán lên tường luôn, hai là chúng ta dán vô cái bìa của tấm lịch cứng, tấm lịch mà tiệm vàng hay cho đó cho mình đó. Rồi chúng ta làm vậy ha, cả nhà mình thấy thời gian nào mình sắp xếp được á thì mình sẽ làm, để chúng ta sẽ có một cái bản, tại vì á, khi cả nhà mình hình dung tưởng tượng á mà không có hình ảnh gì để tưởng tượng hết trơn á thì chúng ta khó đạt được lắm, cho nên chúng ta phải chịu khó dán ra in ra để chúng ta sẽ có cái hình ảnh mình đưa vô não của mình thì tiềm thức mới thực hiện được. Giống như mình biểu con mình á, tiềm thức là mình giống như mình biểu con mình vậy đó, là tiềm thức ơi may cho tôi bộ đồ kiểu như thế này nha, nhưng mà chúng ta không có hình ảnh gì đưa cho tiềm thức hết trơn á thì tiềm thức không may được, nó không may được, cho nên chúng ta cần phải có hình ảnh ha. Thôi ok, đó là xong cái phần sắp xếp màu hết cho cả nhà mình ha. Chị em nào bận thì chúng ta đi làm đi, còn chị em nào rảnh thì chúng ta học học luôn cái phần định hướng của hệ thống của Bảo Trợ Nga đây, học xong rồi rồi chúng ta sẽ nghỉ. Chị em nào bận thì chúng ta cứ nghỉ trước ha. Rồi đây là bài học của Bảo Trợ Nga. Phần 1, vừa đi làm vừa làm ori vừa chăm lo tốt cho gia đình con cái. Đó, hình ảnh một người phụ nữ ba đầu sáu tay. Vừa cho con bú vừa nấu ăn vừa đánh máy tính. Rồi, xác định mục tiêu phù hợp. Hầu hết chúng ta đến với ori đều đang làm một công việc nào đó, chúng ta đang có gia đình nhỏ của mình và muốn làm ori tăng thêm nguồn thu nhập, vậy mục tiêu như thế nào gọi là phù hợp? Sự lựa chọn nào cũng có hai mặt. Nếu chỉ đi làm và về nhà, thường buổi tối chúng ta khá rảnh, chúng ta có thể dành hết hầu hết cho con cái và giải trí. Tuy nhiên, thu nhập chúng ta sẽ có giới hạn. Trung bình thu nhập mọi người khoảng 8 đến 10 triệu một tháng, vừa đủ chi tiêu, thật khó có thể tiết kiệm một khoản lớn. Mọi người phải vay nợ nhiều năm. Đó. Nếu mà chúng ta lựa chọn cuộc sống an nhàn, chỉ đi làm việc công việc chính thôi, tối về rồi vui chơi với con cái, rồi giải trí, lướt TikTok, rồi lướt Facebook, rồi chơi á, thì chúng ta sẽ chấp nhận cái thu nhập trung bình của chúng ta. Đó, và chúng ta khó có thể nào để dư ra được.
Còn nếu chúng ta lựa chọn làm thêm một công việc, tức là làm ori, thì chắc chắn chúng ta sẽ bận hơn ha. Làm thêm thì chắc chắn nó bận hơn là người bình thường rồi. Ví dụ như bình thường chúng ta sẽ làm có một việc thôi thì chúng ta rảnh rỗi mà, thì chúng ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn, thông dong hơn, đó, có nhiều gia đình, có nhiều thời gian hơn đó. Nhưng mà khi chúng ta làm ori thì chắc chắn cái khoảng thời gian rảnh của mình á, thì mình mắc làm ori, mình mắc học ori, mình mắc làm ori, thì chúng ta sẽ cảm thấy bận rộn, chúng ta sẽ cảm thấy hơi khó chịu, không được thoải mái, tại vì chúng ta ăn chơi ngủ nghỉ lướt TikTok rồi coi phim rồi thì nó sẽ thoải mái. Còn giờ tự nhiên biểu vô Zoom học, rồi tự nhiên biểu đi gieo hạt đồ, biểu đi rủ người này rủ người kia đồ, biểu đi bán hàng đồ, trời ơi nó khó chịu gần chết đó. Nhưng mà chúng ta làm cái việc khó chịu thì mới có tiền. Giống như sáng sớm chúng ta phải mở con mắt ra, phải phải thay đồ, phải chạy đi tới chỗ làm vậy đó, nó khó chịu nhưng mà chúng ta có tiền. Còn giờ chúng ta ở nhà chúng ta ngủ nướng thì nó dễ chịu hơn rồi, nhưng mà ngủ nướng thì không có tiền đó. Thì ori vậy ha cả nhà mình, muốn có thêm tiền thì chúng ta phải làm, phải bận hơn, phải làm thì nó mới có tiền, chứ không thể nào mà chúng ta rảnh mà chúng ta có tiền được hết trơn. Nhưng cái chúng ta có được đó là công việc kinh doanh không vốn, thu nhập không giới hạn ha. Tức là chúng ta xác định công việc của mình á, ví dụ ngoài đời chúng ta bận rộn 8 đến 10 tiếng, ta có thu nhập 5 đến 10 triệu, nó đều đặn như vậy. Nhưng mà 5 năm, 10 năm sau chúng ta có được tặng xe tay ga không? Chúng ta có được học bổng cho con không? Chúng ta có được thu nhập vài chục triệu không? Đó, chúng ta có đặt câu hỏi đó. Và nếu chúng ta thích là một công việc mà chúng ta có thể làm bán thời gian, nhưng chúng ta có thể là được công ty có thu nhập 10, 20 triệu, được tặng xe tay ga, được đi du lịch trong nước, ngoài nước, đó, được khỏe hơn, đẹp hơn, thì chúng ta phải chúng ta sẽ có một dòng thậm chí có những chị em mà sau khi chúng ta học tốt, chúng ta làm tốt, chúng ta hiểu rồi, chúng ta thạo việc tốt, chúng ta làm giỏi á, có khi chúng ta đạt thu nhập 50 đến 100 triệu thậm chí hơn nữa, đúng không? Cuộc đời đâu ai nói trước. Tại vì trước đó thì bản thân Lan hoặc là một số chị em trong nhóm mình cũng chưa từng nghĩ là mình sẽ có thu nhập 10 triệu mà. Nhưng mà chúng ta đã có. Rồi sau đó chúng ta lại có thu nhập cao hơn nữa. Cho nên á, là đây là một công việc rất là tuyệt vời để chúng ta thực hiện mọi ước mơ rồi. Cho nên cả nhà mình á, những chị em mà chúng ta chưa có thu nhập hoặc chúng ta chưa nghiêm túc với cái công việc này á, thì chúng ta cần phải hỏi lại bản thân mình ha. Mình có thích hay không? Mình có thích, mình có muốn hay không? Thích và muốn thì phải làm thôi. Phải làm những việc mà không có dễ chịu. Đó là đi bán hàng và tuyển dụng. Nó không có dễ chịu đâu. Ăn chơi nó dễ chịu hơn. Bán hàng tuyển dụng thì nó khó chịu hơn rồi đó, nhưng mà khó chịu nó mới có tiền đó. Bảo trợ lấy cái hình của Lan tốt này, cô bộ. Thực ra cả nhà mình sẽ nghĩ là trời ơi toàn là dĩ vãng xưa cũ không, nhưng mà thực tế là chúng ta đã đạt được, đúng không cả nhà mình? Thực tế có những chị em mình có những lúc mình thu nhập rất là cao đó đó, thực tế chúng ta đã làm được rồi. Mà thay vì nếu ngoài xã hội chúng ta chưa từng sẽ không bao giờ tạo ra thu nhập này đó. Ví dụ như có những tháng Lan có thu nhập 60, 70, 80, trăm mấy chục triệu đó. Nếu mà giáo viên mầm non của Lan là cả cuộc đời Lan cũng chưa bao giờ, tới nghỉ hưu luôn không bao giờ có được cái số tiền này trong một tháng. Nhưng mà Ori thì có cả nhà mình, Ori thì có đó. Chúng ta cần đặt mục tiêu về cuộc sống tốt hơn hiện tại phải không? Nhưng chúng ta không nên cầu toàn, muốn cái gì cũng muốn điểm 10 ha. Tức là chúng ta đặt ra là chúng ta sẽ tốt hơn cuộc sống hiện tại, nhưng mà chúng ta không phải là muốn muốn là phải thành công nhanh, thành công liền và đạt được thu nhập cao như mọi người được. Đó, chúng ta cũng phải vừa sức thôi. Có thể buổi tối mình không dành được 2 3 tiếng kèm con học, chỉ được khoảng 45 phút thôi. Đó, tức là nhiều chị em mình vừa muốn thành công với Ori nhưng cũng muốn chơi với con, cũng muốn dạy con. Đó, nhưng mà chúng ta bây giờ chúng ta kèm con mình tới 2 3 tiếng rồi xong cái tới chừng con mình đi ngủ là 10 giờ 11 giờ cái xong chúng ta đi ngủ luôn là chúng ta đâu làm ori được đâu. Đó, thì chúng ta sẽ dành ra, tức là chúng ta không thể nào muốn mình dành hết toàn thời gian cho con mà vừa muốn có tiền được thì này cũng không thể nào. Chúng ta phải chia ra, con mình có thể là 45 phút một tiếng gì đó, còn một tiếng còn lại ori. Đó, thì không thể chứ là chúng ta mới có tiền được, chứ không thể nào mà chúng ta lu sù bu với con mình suốt ngày mà chúng ta muốn có tiền được. Rồi, công việc chính chỉ được tầm 8 điểm cũng sẽ bớt đi một chơi, bớt đi chơi chém gió với đồng nghiệp, nhà cửa cũng sẽ nhiều lúc bừa bộn hơn. Đó, tức là đôi khi mình không có thời gian để dọn dẹp nhà cửa. Đó, tại mình dành thời gian mình làm việc để kiếm tiền rồi, đôi khi nó là như vậy. Ha. Nếu anh chị em đã nhận ra tiềm năng công việc Ori thì hoàn toàn có thể dành tâm huyết nhiều hơn để phát triển công việc làm công ăn lương, có thêm làm thêm giờ cũng thêm được vài trăm ngàn. Làm tốt là thêm được vài triệu, thời gian đó tập trung Ori chúng ta sẽ kiếm được cả chục triệu một tháng ha. Đôi khi chúng ta làm tốt công việc chính của mình
chúng ta có thêm vài trăm ngàn giống như Lan á, ví dụ làm tốt đó, 3 năm tăng lương tăng được vài trăm ngàn thôi à, nhưng khi chúng ta làm tốt với Ori thì chúng ta kiếm được rất là nhiều tiền. Tóm lại, mỗi mảng cuộc sống hãy đặt cho nó một ngưỡng kỳ vọng phù hợp và thứ tự ưu tiên hợp lý ha. Tức là bây giờ chúng ta thấy Ori quá nhiều tiền mà chúng ta lại tập trung toàn thời gian cho công việc chính, rồi công việc linh tinh, rồi công việc nhà mình hết trơn, tới chừng Ori là chúng ta tới chừng làm Ori là trong một thể xác mệt mỏi rã rời rồi thì làm sao mà thành công được, đúng không cả nhà mình? Đó, chúng ta muốn có tiền thì chúng ta phải dành tâm huyết đó, chúng ta phải coi như đây là một công việc chính và mình làm vào cái thời gian mình nhiệt huyết nhất, năng nổ nhất, chứ không thể nào bây giờ chúng ta muốn có nhiều tiền hoặc thậm chí chúng ta muốn có tiền như công việc chính của mình nhưng chúng ta làm hả không bằng một nửa công việc chính của mình nữa, đúng không? Có rất là nhiều chị em làm công việc chính thì say mê tích cực nó sớm sớm đi, mặc dù đi vô công ty có thể là bị la bị mắng bị rầy nhưng vẫn đều đặn làm nhiệt tình làm hết cho mình, nhưng mà tới Ori á không làm được bằng một nửa thời gian công việc chính nữa. Mà muốn có thu nhập bằng công việc chính thì sao có? Hãy lập kế hoạch lúc mình thông thả thời gian, ví dụ chuẩn bị ngủ thay vì buổi sáng quá bận rộn không thể có thời gian để viết. Đó, tức là chúng ta viết thời gian biểu, sau đó lập kế hoạch chi tiết ha. Là chúng ta làm gì? Làm việc hiệu quả hơn. Đó. Ví dụ chúng ta là kế hoạch của mình là gì? Kết bạn thêm ba người bạn mới, gieo hạt ba tin nhắn bán hàng, gieo hạt ba tin nhắn tuyển dụng, nó là cũng làm rồi. Trời ơi, có ba tin nhắn copy nó lẹ lắm cả nhà mình ơi. Thì chúng ta hôm qua chúng ta học cái bài học là làm việc tập trung đó, cách làm việc tập trung đó, đó là chúng ta làm cái việc quan trọng trước. Tại vì cái lúc chúng ta làm việc quan trọng trước là chút lúc đó cái khả năng tập trung mình nó cao. Còn giờ chúng ta làm việc không quan trọng trước, cái lúc đó cái chúng ta tập trung cao rồi, cái tới giờ mình làm việc quan trọng lúc đó cái sự tập trung của mình nó giảm xuống rồi, thì lúc đó chúng ta không đạt được kết quả. Cho nên chúng ta phải ưu tiên là bán hàng tuyển dụng trước, rồi sau đó chúng ta sẽ làm những việc khác. Dành thời gian cho vợ chồng mình 11 giờ đi ngủ để có thời gian vợ chồng tâm sự, cuối tuần cả nhà đi chơi hoặc vợ chồng hẹn hò riêng tâm sự với vợ chồng để việc nhà được san sẻ. Chị em nên nói chuyện êm dịu, tránh kiểu phân biệt hay ra lệnh cho chồng, cũng không nên im lặng và mong đàn ông tự hiểu ý mình phải làm gì. Nhìn chung khả năng đoán ý của đàn ông rất kém. Gia đình có thể có kế hoạch đi chơi thăm ông bà nội ông bà ngoại để gia tăng tình cảm, nếu ăn đơn giản vẫn đủ dinh dưỡng gọn gàng là được, không cần trình bày quá nhiều. Buổi sáng hoặc trưa có thể dùng meal set thay vì nấu ăn linh tinh. Tuần có thể một hai bữa cầu kỳ một chút là đủ vui rồi, vừa làm việc nhà vừa nghe video Zoom đào tạo của hệ thống sách nói, nghe tóm tắt lại một hai ý tâm đắc vào sổ. Đây cách là cách gia tăng kiến thức cực hiệu quả, tức là lúc cả nhà mình quét nhà lau nhà hay lặt rau gì đó chúng ta có thể nghe lại video đó, nghe những cái video để chúng ta sẽ học thêm, và khi nghe vậy đó và nghe được câu nói nào hay á chúng ta sẽ lấy cái sổ ghi ra rồi lại là làm việc nhà tiếp đó, ví dụ gì, hoặc là làm xong lát rồi ghi ra đó. Trong công việc Ori rèn luyện kỹ năng cùng bảo trợ để giỏi bán giỏi tuyển, làm việc nhóm hiệu quả tốt hơn, hay hành động đều đặn liên tục nhìn lại rút kinh nghiệm. Chúng ta nên thường xuyên trao đổi cùng bảo trợ định hướng kịp thời, luôn học hỏi từ những người làm tốt. Cộng đồng những người chung chí hướng đều cần thiết phải không cả nhà? Hãy thường xuyên trao đổi với anh chị em có chí tiến thủ tâm huyết trong công việc, tích cực trong cuộc sống để chúng ta được học hỏi lẫn nhau. Hạn chế tiếp xúc trò chuyện với những người tiêu cực hay kêu ca dễ bỏ cuộc ha. Chúng ta mà than phiền với người nào đó là rồi xong phim luôn. Bạn là trung bình cộng của 5 người bạn thân nhất của bạn đó. Người nào mà mình 5 người mình hay tiếp xúc thường xuyên, mình là người thứ 6. Nhà mình đọc tới đây thấy phần hữu ích của cả nhà mình, chụp chụp thả tim vào nhóm đó. Rồi phần 2, đầu việc phù hợp với từng nhóm nhà phân phối. Trước tiên chúng ta cần xác định hiện tại mình đang ở đâu để làm đầu việc cho phù hợp, dựa trên chức danh, tình hình đội nhóm, kỹ năng cá nhân để đánh giá. Làm sai việc khiến chúng ta mất thời gian, khó phát triển. Mình là đang là người mới, tiềm năng nòng cốt hay trưởng nhóm? Đây là những đầu việc cơ bản anh chị em cùng xác định. Mình đang ở nhóm nào, chúng ta ghi ra đầu việc của mình nhé. Đó, ba đầu việc của nhà phân phối mới. Thì bạn nào là nhà phân phối mới thì chúng ta cần phải có những cái đầu việc này. Thứ nhất là chúng ta tham gia Zoom đều đặn, tương tác tích cực trong nhóm bán hàng ha. Nhiều chị em mình muốn kiếm tiền mà không chịu học Zoom, nó không chịu tương tác, rồi chúng ta cuối cùng ta không có kiến thức, không có kỹ năng gì trơn, không có giao tiếp được với ai được trơn đó. Phần thứ hai là mọi người phải học kiến thức chăm sóc, kiến thức wellness, kiến thức cơ bản về cơ chế cải thiện cơ thể, cơ chế dùng dinh dưỡng để cải thiện bệnh đó. Chúng ta làm ngành chăm sóc sức khỏe mà chúng ta không không kiến thức về chăm sóc sức khỏe thì chúng ta không tư vấn được và chúng ta không có thành công được. Và phần thứ ba là chúng ta áp dụng cách bán và luyện bán cùng bảo trợ.
Mục tiêu là 225 đến 500 BB cá nhân. Đó là cái đầu việc của chúng ta. Các nhà phân phối mới. Còn đây là đầu việc của người tiềm năng. Tiềm năng tức là những người đã xong đơn hàng. Đã xong đơn hàng 225 BB. Đó, thì đầu việc của chúng ta là tham gia zoom sáng tối, giỏi bán 500 đến 1000 BB. Thực ra là 1000 BB là ngày trước thôi, chứ giờ mọi người giỏi bán 500 BB là ok rồi đó. Đó. Học thạo quy trình 6 bước đó. Sau khi chúng ta xong đơn thì chúng ta cần phải thạo quy trình 6 bước. Nếu chúng ta chưa có quy trình 6 bước, chúng ta chưa thạo là chúng ta không có kiếm tiền được. Cái quy trình 6 bước nó đáng giá 5 triệu, 10 triệu cả nhà mình, thậm chí là vài chục triệu. Mà chúng ta muốn kiếm tiền mà chúng ta không học thì chúng ta không có. Ha. Luyện tuyển cùng bảo trợ và bắt đầu đi tuyển. Đó là cái đầu việc sau khi chúng ta xong đơn, chúng ta là tiềm năng, chúng ta xong đơn. Là chúng ta phải học quy trình 6 bước và chúng ta luyện tuyển cùng bảo trợ và đi tuyển. Tiếp theo là ba đầu việc của nòng cốt là chúng ta tham gia zoom sáng tối, giỏi bán 500. Tuyển ồ ạt tạo nhóm 10 đến 15 người, có kế hoạch làm việc với từng nhà phân phối trong ngày, thạo 4 tình huống khi inbox. Tức là chúng ta khi mà chúng ta là nòng cốt đó, thì chúng ta cần phải thạo bán, thạo tuyển rồi đó ha. Và chúng ta nhắn tin cho đội nhóm của mình đó. Nhắn tin khi một nhà phân phối mới vào, khi một người đã xong đơn đó, hoặc là khi người ta đang gặp rào cản gì đó. Rồi. Năm đầu việc cần làm của những người 15 đến 21% là luyện tuyển với tiềm năng. Đó là chúng ta luyện tuyển với đội nhóm của mình nè, cùng nòng cốt theo sát người mới, ra đơn gọi đánh thức ước mơ, lên kế hoạch làm việc cùng nòng cốt mỗi ngày, theo sát mục tiêu, tuyển cá nhân xây nhóm 6 9 mới mỗi tháng, phát triển theo phương pháp hai chân, tham gia vận hành group bán hàng tiềm năng nòng cốt ha. Đó là cái công việc của những chị em trưởng nhóm này. Đó, chúng ta phải theo sát đội nhóm của mình và chúng ta sẽ tham gia vào các nhóm. À, mình là người tích cực trên các nhóm, tạo ra ảnh hưởng trong đội nhóm. Mình từng có nhóm nhưng đã rụng bớt những thành viên không tích cực, chưa có nhiều lửa, thì việc ưu tiên số 1 là tuyển mới, quan tâm thành viên hiện tại còn lại. Hai cái gia mình ha. Tức là nếu mà nhóm mình đã nghỉ bớt rồi á, thì chúng ta sẽ ưu tiên là chúng ta đi tuyển mới, ưu tiên cái việc của chúng ta, ưu tiên việc làm của mình là ưu tiên là đi tuyển mới ha. Việc làm quan trọng của chúng ta là đi tuyển mới và quan tâm những người còn lại trong đội nhóm. Trên đây là toàn bộ nội dung Bảo Trợ Nga muốn tâm sự và chia sẻ cùng cả nhà mình. Chúc cả nhà mình mỗi ngày đều là một ngày tuyệt vời, làm việc hiệu quả. Tuần sau công việc sẽ phát triển hơn tuần này. Bài tập hôm nay, lập kế hoạch cho chính mình theo gợi ý bên trên. Mục tiêu hôm nay bán thêm một sản phẩm và chia sẻ công việc cho 5 người. Cảm ơn cả nhà. Rồi, ok, cả nhà mình xác định lại công việc của chúng ta ha. Đó, chúng ta đang ở vị trí nào thì chúng ta xác định, coi là mình đang thiếu sót cái mục nào. À, để chúng ta sẽ thực hiện, để chúng ta có được cái thành công ha. Thành công thì ai cũng muốn, nhưng mà muốn thành công thì chúng ta phải thực hiện theo hướng dẫn của người thành công. Và Bảo Trợ Nga là người có thu nhập hàng trăm triệu mỗi tháng, thì giờ người ta hướng dẫn mình làm theo thôi. Rồi, cảm ơn cả nhà mình đã lắng nghe ha. Buổi Zoom hôm nay cũng hơi 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 trễ giờ chút xíu rồi. Cảm ơn cả nhà mình đã ngồi tới giờ này luôn.